Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, sau sự kiện ông Ly bị bắt, đã có những dấu hiệu bừng tỉnh trong con người mưu mẹo của Ngân. Vâng, Thuyết có thể nói hơi quá đáng một chút, tức là cái phần ngu muội trong con người của Ngân. Ở đây Thuyết đang muốn nói trong mỗi con người của chúng ta nó đều có hai phần. Phần thiện và phần ác. Vâng, nếu chúng ta không làm những việc thiện, không tu luyện bản thân mình làm việc thiện tích đức cho cuộc đời thì cái phần ác của trong con người của chúng ta nó sẽ lấn át. Ở đây Thuyết nói đơn giản là như vậy, hay nói theo một cái cách khác ấy. Bản tính của con người, trong mỗi một con người ai cũng có cái tính gọi là tham sân si, đúng không ạ? Và nếu chúng ta kìm nén được, chúng ta cố gắng vứt bỏ cái những cái từ tham sân si đi thì con người của chúng ta sẽ hướng tới được những cái điều rất là thiện, thiện lành. Thì ở đây các bạn biết rằng nhân vật mà chúng ta đang theo dõi chính là Ngân, là bản tính của con người của Ngân rất là thiện lành, một con người thiện lành và đã thể hiện qua suốt cả một câu chuyện tình suốt gần 1 năm qua. Các bạn biết đó, nhưng có một cái phần mà Ngân rất ngu muội trong vấn đề tình yêu. Đây là vấn đề mà ai cũng phải thừa nhận. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong con người của mỗi chúng ta ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Và khi mà động đến cái điểm mạnh của người ta thì có thể nó sẽ được phát huy. Và trong câu chuyện ông Ly bị bắt có vẻ như đây là một cái câu chuyện vô tình đã khiến cái điểm điểm mạnh trong con người của Ngân nó bừng bừng tỉnh. Thuyết đang muốn nói rằng nếu người đứng sau câu chuyện này chính là bác sĩ Trần thì chính bác sĩ Trần đã động vào cái chỗ mà không nên động, hay nói một cách khác đã động vào cái chỗ ngứa của Ngân và khiến cho Ngân coi như là biết rằng là mình đang bị thao túng bởi một người khác. Vâng, như các bạn biết đó, Ngân đã chiến đấu rất kịch liệt trong cái cuộc hôm qua có cái sự mâu thuẫn với bác sĩ Trần. Và khi trong con người của Ngân muốn làm việc điều thiện, muốn cứu ông Ly, và trong khi đó thì bác sĩ Trần lại cố tình ngăn cản Ngân. Ở đây trong câu chuyện này, Thuyết cảm thấy rằng đây là một cái tín hiệu rất mừng khi mà thấy Ngân đã bừng tỉnh. Và có thể nói đây chính là ý trời. Có một nhân vật vừa mới xuất hiện mà Thuyết chưa chưa kịp giới thiệu với quý khán thính giả của chúng ta. Đó chính là một người bạn của thầy giáo Tân. Người bạn này có cái tiếng gọi bằng tiếng Anh, Thuyết không 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 đọc được, đại khái là như vậy. Và cái người bạn này cùng tuổi với thầy giáo Tân nhưng lại theo đuổi về cái ngành cảnh sát, và anh ta đang làm ở trong một cái cơ quan cảnh sát gọi là bên điều tra các vụ án. Và chính trong vụ án của ông Ly này thì anh bạn của thầy giáo Tân này là cái người gọi là phụ trách cái hồ sơ của trong vụ án của ông Ly. Đây chính là điểm thuận. Và Thuyết có thể tiết lộ một điều rằng chính người bạn của thầy giáo Tân vào chiều ngày hôm qua đã có cái cuộc gọi điện thoại với Ngân để phân tích trong cái câu chuyện này. Và chính vì lẽ đó Ngân đã nhìn nhận ra được một số vấn đề. Thuyết tạm gọi tên cái anh bạn này tên là Cảnh, bởi vì mẹ của anh bạn này á là mẹ của anh bạn này là người Việt Nam, nhưng mà bố của anh bạn này lại là người Tây. Và anh bạn này chỉ có nói chuyện được bằng tiếng Việt chỉ có 50% thôi các bạn. 50% là không nói được, bởi vì anh ta sinh ra từ bé ở đây và lớn lên và hầu như anh ta ít tiếp xúc với người Việt. Thành ra là cuối cùng anh ta là nói tiếng Việt được rất ít. Chính vì vậy mà Thuyết cũng không có thể nào để diễn tả được hết cái ý của người bạn này. Và cái câu chuyện điều tra trong vụ án của ông Ly đang là một cái vấn đề có vẻ như là thuận tiện khi mà anh ấy đã nói chuyện được với Ngân và Ngân đã có những cái ý hợp tác với cảnh sát bằng bất cứ trong cái hoàn cảnh nào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong video thứ ba ngày hôm nay, Thuyết xin chia sẻ lá thư của chị Julie Chu đến từ bên Mỹ với cái tựa đề là Âm mưu Mafia đã được nhận diện rõ. Và một cái phần khác là Thuyết sẽ chia sẻ câu chuyện của anh Tâm Hồ đến từ thành phố Vũ Hán của đất nước Trung Quốc. Tại sao Thuyết muốn chia sẻ hai câu chuyện này trong một video? Bởi vì hai câu chuyện này nó đều liên quan đến một cái âm mưu như là cái âm mưu mafia. Hoặc là chúng ta có thể hiểu đơn giản hơn, đó chính là gọi là một cái kẻ lém đá giấu tay ở đằng sau, tức là gây ra tội ác nhưng mà lại giấu cái bàn tay tội ác của mình đi. Trước khi đi vào chia sẻ lá thư của chị Jolie Chu, Thuyết sẽ xin chia sẻ câu chuyện của anh Tâm Hồ trước. Vâng, vào sáng ngày hôm nay thì anh Tâm Hồ đã điện thoại cho Thuyết, nó tương đương vào vào tối ngày hôm qua ở bên đất nước Trung Quốc nha các bạn.
Thì ở đây anh Tâm Hồ đã nghe được câu chuyện ông Ly đã bị bắt các bạn. Thì các bạn biết rằng anh Tâm Hồ vẫn là người theo dõi câu chuyện này từ đầu tiên, khi mà câu chuyện anh ấy phát hiện ra rằng là trong câu chuyện này có một nhân vật ở cạnh nhà mình, đó chính là bác sĩ Trần. Thì vào ngày hôm qua khi mà nghe thông tin ông Ly bị bắt thì anh Tâm Hồ rất là bức xúc, anh ấy điện cho Thuyết và nói chuyện. Thì anh ấy không cần phải úp mở, anh ấy nói rằng là mặc dù chưa có đủ chứng cứ nhưng mà có tới 99% anh ấy tin rằng chính ông bác sĩ Trần là người đứng đằng sau cái vụ này để đưa ông Ly vào trong tù. Lý do tại sao mà anh Tâm Hồ lại khẳng định như vậy thì anh đã kể lại một câu chuyện và chính bản thân anh ấy là nạn nhân của ông bác sĩ Trần. Vâng, trước hết khi đi kể về câu chuyện này thì Thuyết xin có một số thông tin liên quan tới câu chuyện của vợ của bác sĩ Trần ở bên Trung Quốc. Thì theo như anh Tâm Hồ ạ, là cái chị Tào Hoa 28 tuổi, các bạn nhớ là cái chị Tào Hoa này đã bị Ngân đánh cho một trận tơi bời khói lửa, vỡ alo ở bên Thái Lan, các bạn có nhớ không ạ? Có nghĩa con người của Ngân ấy, nó rất là lương thiện, thiện lành, nhưng mà gặp những cái điều mà bất công ấy, thì Ngân cũng sẵn sàng trở thành một người rất là mạnh tay. Các bạn biết là Ngân đã đánh bà Tào Hoa này vỡ cả alo ra đúng không ạ? Nhưng mà Ngân cũng rất rộng lòng vị tha, sau cái sự vụ đấy một cái là có thể là bỏ qua cái câu chuyện đó ngay. Thì theo anh Tâm Hồ chia sẻ, cái chị Tào Hoa này, vợ của bác sĩ Trần mà có đứa con 4 tháng, đã mua một căn nhà rất là nhiều tiền chị ở thành phố Bắc Kinh nha, tức là ở thủ đô Trung Quốc đó các bạn. Thì trong cái thời gian vừa qua là chị này đã mua xong một cái căn nhà ở thành phố Bắc Kinh và đã quay lại thành phố Vũ Hán. Quay lại ở đây với mục đích gì? Với mục đích có hai vấn đề. Thứ nhất là vẫn muốn bán cái căn nhà cũ đi là một. Thứ hai là coi như là muốn mời coi như là vợ chồng anh Tâm Hồ đi đến Bắc Kinh. Bởi vì sao? Bởi vì Tào Hoa rất quý mến vợ của anh Tâm Hồ, là muốn vợ của anh Tâm Hồ là giống như trường hợp của Nguyệt đấy các bạn nhớ không ạ? Tức là muốn là vợ của anh Tâm Hồ là ở nhà mình và coi như là người giúp việc, tức là trông đứa con của Tào Hoa mới có 4 tháng tuổi đó các bạn. Đó, đứa bé gái 4 tháng tuổi. Thì ở đây là Tào Hoa đã quay trở lại từ Bắc Kinh và nói rằng đã mua xong một căn nhà rất là rộng rãi. Và ở đây là nếu mà ở hai mẹ con một căn nhà đó thì nó quá lãng phí, nó quá rộng rãi. Và cảm thấy chị này có một cái tính rất là sợ ma các bạn ạ. Tức là mỗi hai mẹ con mà ở một căn nhà nó quá rộng thì lúc nào cũng cảm thấy trống vắng. Thì Tào Hoa có trở về từ Bắc Kinh và nói rằng là ở trong cái căn nhà này là mua ở mặt tiền, mặt phố Hà Nội. Thì Tào Hoa là trong cái căn nhà này là tạo dựng thành một cái cửa hàng bán hàng hóa luôn các bạn. Ở đây là bán nhân sâm, các cái loại thuốc nam, thuốc bắc, mà đây là một đại lý từ người vợ cả của tức là bà Bạch Vân ở thành phố Phúc Kiến là phân phát hàng hóa cho chị Tào Hoa này bán. Thì ở đây là chị Tào Hoa muốn đưa cả vợ chồng anh Tâm Hồ lên Bắc Kinh. Thì người vợ của anh Tâm Hồ tức là làm cái việc trợ giúp nấu ăn và trông bé, còn thì anh Tâm Hồ là người bán thuốc, tức là bán hàng cho chị Tào Hoa này, nói đơn giản nó là như vậy. Và đến khi trở về Trung Quốc, trở về thành phố Vũ Hán thì Tào Hoa có đề cập vấn đề này cho với vợ chồng anh Tâm Hồ là hãy đi Bắc Kinh cùng cùng chị ấy. Còn căn nhà này ở đây nếu mà ai mua thì coi như là cái địa chỉ của anh Tâm Hồ có rồi, số điện thoại có rồi, ai muốn mua thì sẽ là bán cho người đó. Thì trong câu chuyện này anh Tâm Hồ nói rằng rõ ràng rằng là Tào Hoa chưa bán được nhà nhưng đã có tiền mua một căn nhà rất lớn ở thủ đô Bắc Kinh. Thì các bạn biết rằng thủ đô Bắc Kinh, nếu các bạn vào Google và tra, vì cái giá tiền nhà nó rất là đắt, nó đắt có khi là tương đương với cả ở coi như là chẳng hạn như quận Hoàn Kiếm ở Hà Nội, hoặc là nó tương đương với ở các thành phố lớn ở các nước châu Âu, châu Mỹ. Cho nên ở đây là không biết, Tào Hoa không tiết lộ cái số tiền cái mua cái căn nhà này nó là bao nhiêu, nhưng mà đó là một số tiền rất lớn. Thì tiền ở đâu ra đây? Thì ở đây chỉ có nói rằng số tiền anh Tâm Hồ nói thẳng, đây chắc chắn là số tiền của bác sĩ Trần đã lấy của Ngân 50 triệu đô la và coi như là chia chác cho những người vợ, trong đó có Tào Hoa, và số tiền này là để đưa cho Tào Hoa để mua nhà. Đó. Trong khi đó nhà cũ ở thành phố Vũ Hán thì chưa bán được đúng không ạ?
Vâng, câu chuyện này Thuyết xin chấm dứt ở đây bởi vì nó là ngoài lề. Tất nhiên nó liên quan tới số tiền của Ngân thôi, nhưng Thuyết vẫn cho nó là ngoài lề. Một câu chuyện quan trọng khác hơn là tại sao, Thuyết hỏi, tại sao mà anh nghĩ rằng chính bác sĩ Trần 99,9% là đứng sau cái vụ ném đá giấu tay đưa cái ông Ly vào tù? Thì anh Tâm Hồ nói rằng vào cuối năm 2019 á, là cái vụ cái dịch COVID-19 ở coi như là thành phố Vũ Hán bùng phát. Các bạn biết là nơi bùng phát chính là thành phố Vũ Hán, đúng ạ? Sau đó mới lan ra các tỉnh thành của Trung Quốc và sau đó lan ra thế giới. Thì lúc đó khi mà phát hiện ra bệnh tật này thì nhà nước Trung Quốc muốn giấu giếm đi cái sự vụ này. Đấy, giấu giếm đi tất cả. Thì trong khi đó thì anh Tâm Hồ và ông bác sĩ Trần này là hàng xóm với nhau. Thì ông bác sĩ Trần này phát hiện ra đó là một căn bệnh, nhưng mà lúc đó chưa biết là cái căn bệnh đó tên là COVID-19. Chỉ biết là nó là một cái bệnh dịch. Cái con vi trùng này là con vi trùng gì thì ông bác sĩ Trần cũng chưa phát hiện ra. Nhưng biết rằng nó có một cái sức lây lan kinh khủng và rất là nguy hiểm. Cho nên là có thể ở lại đây sẽ là chết. Cho nên là lúc đó thì anh Tâm Hồ nghe bác sĩ Trần nói như vậy thì nói rằng ồ, nếu vậy thì nguy hiểm tới toàn người dân Trung Quốc luôn. Có nghĩa nếu chúng ta không thông báo thì nó sẽ lây lan ra toàn khắp cả đất nước. Thì ở trong khi đó thì chính quyền Trung Quốc là không cho người dân tiết lộ thông tin, các bạn biết đó. Họ coi như là giữ kín cái tin tức này. Thì lúc đó thì anh Tâm Hồ muốn thông tin coi như là chia sẻ trên mạng để mọi người được biết. Thì bác sĩ Trần đã gàn anh Tâm Hồ là không được chia sẻ. Là nói là lý do tại sao. Thì lúc đó là bác sĩ Trần nói nếu anh chia sẻ thì bản thân tôi cũng không ra khỏi được thành phố này. Lúc đó họ sẽ coi như phong tỏa cả thành phố, không cho ai ra khỏi thành phố. Mà bản thân lúc đó bác sĩ Trần là về thăm Trung Quốc, về thăm Tết các bạn ạ. Tức là Tết là về thăm quê hương. Và lúc đấy đang ở trong tình trạng như vậy thì bác sĩ Trần đã mua vé rồi, chuẩn bị lên máy bay. Nếu bây giờ thông tin đó bùng ra một cái thì ngăn chặn tất cả vé máy bay thì ông ấy không về được Canada. Chính vì vậy mà bác sĩ Trần nói là không được thông tin. Tuy nhiên vì cái sự nguy hiểm nó lan tràn cho nên là anh Tâm Hồ là vẫn chia sẻ cái thông tin này. Thì ngay sau đó là anh Tâm Hồ đã bị bắt ở đây là do bác sĩ Trần báo, tức là ném đá giấu tay. Đấy, đến lúc mà anh Tâm Hồ bị bắt đi, bác sĩ Trần vẫn còn nhìn cười khẩy nói rằng là tất cả những cái kẻ mà không nghe kiểu như ý là không nghe lời bác sĩ thì sẽ đều bị cái kết quả như vậy thôi. Đó, tức là hai người có cái thù oán nhau từ cái sự vụ đó. Thì đây chính là một cái cách gọi là ném đá giấu tay. Và chính bác sĩ Trần đợt đó thoát nạn, lý do bởi vì sao? Lý do bởi vì ông ta vẫn có thể bay được coi như là ra khỏi cái thành phố Vũ Hán đó trước cái thời gian Tết các bạn, tức là sau cái thời gian Tết. Sau thời gian Tết các bạn biết rằng khi mà chính phủ Trung Quốc coi như là chặn không cho ai xuất khỏi thành phố Vũ Hán thì lúc đó có khoảng 5 triệu người đã rời khỏi thành phố đó rồi. Trong đó có bác sĩ Trần và ông ấy đã thoát chết và vợ con của ông ấy thì lại chết ở thành phố Vũ Hán vì cái bệnh dịch đó. Trên ở đây là câu chuyện này, anh Tâm Hồ nói rằng ông bác sĩ Trần rất là nham hiểm. Vì cái tính mạng của mình thì ông ấy có thể hy sinh toàn bộ tính mạng của những người khác. Đó, đây là cái cách mà anh Tâm Hồ chia sẻ. Thuyết có hỏi anh Tâm Hồ lý do tại sao nữa mà anh khẳng định là ông bác sĩ Trần là người đứng đằng sau đưa anh Tâm Hồ vào đưa ông Ly vào tù. Thì anh Tâm Hồ có nói rằng bây giờ rõ ràng cái tính cách của ông, cái bản tính con người của ông là như vậy rồi, có nghĩa là ai cản đường ông ta thì ông ta đều tận diệt bằng bất cứ cái hành hành vi nào, tức là dùng bất cứ thủ đoạn nào ông ta cũng có thể là tiêu diệt đối thủ của mình. Thì trong câu chuyện đó anh Tâm Hồ đã kể về cái câu chuyện ngày xưa rồi. Thì trong câu chuyện của Đông Nhi với lại ông Ly thì ở đây chính ông Ly là người coi như là con rể ông Ly, là người tiết lộ ra cái bí mật động trời này. Sau đó thì chính Đông Nhi là người đưa cái thông tin đó cho Thuyết để chia sẻ trên mạng. Đó là cái xuất phát là lỗi ban đầu là do cái ông Ly không ngăn cản Đông Nhi. Đây là lỗi của cả hai người chứ không phải một người nữa. Sau đó thì chính ông Ly khi mà bác sĩ Trần oán trách Đông Nhi muốn hỏi tội Đông Nhi thì ông Ly lại là người đứng ra ngăn cản người tình của mình. Đây là cái lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba chính là cái lý do khi mà ông Ly đưa cả mẹ Đông Nhi đến đòi, tức là đòi nhà, đòi bác sĩ Trần mua cái căn nhà trả nợ cho gia đình nhà Đông Nhi. Đây là cái hành động cuối cùng mà khiến bác sĩ Trần không thể bỏ qua được. Đấy. Cho nên là bằng giá nào thì ông ấy cũng phải tiêu diệt cái kẻ nào, bất cứ kẻ nào cản đường ông ta. Qua câu chuyện này á, thì anh Tâm Hồ có muốn nhắn nhủ tất cả những người mà
có quen biết bác sĩ Trần. Đại khái là tất cả những người mà liên quan tới bác sĩ Trần hãy cẩn thận đề phòng. Anh ấy chỉ nói một câu là hãy cẩn thận đề phòng, phòng hơn là chống. Khi sự việc đã xảy ra rồi thì không thể chống cự được nữa. Ví dụ ông Ly đã bị bắt vào tù, bây giờ là rất là phức tạp đúng không ạ? Nếu bây giờ không có một thế lực, không có tiền bạc để coi như là có thể bảo lãnh ông Ly, và ở đây là nó liên quan tới nhiều vấn đề khác nữa, thì ông Ly có thể vĩnh viễn ở trong tù. Bởi vì năm nay ông đã gần 70 tuổi rồi, cho cái án tù độ khoảng 15-20 năm thì ông ấy ra thế nào được khỏi nhà tù. Cho nên là rất là đáng buồn trong câu chuyện này. Thì anh Tâm Hồ chỉ cảnh báo với mọi người, tất cả mọi người hãy cẩn thận thôi. Thuyết có hỏi về vấn đề là thế anh quyết định như thế nào về người vợ của anh Tâm Hồ yêu quý vợ chồng anh như vậy, thì ở đây anh Tâm Hồ có nói như thế này: mặc dù ở trên danh nghĩa rằng là không biết rằng là cái giấy tờ mà bác sĩ Trần đã đưa cho Ngân xem và ký vào cái giấy tờ của Tào Hoa là hai người đã bỏ nhau ấy, đã gọi là bỏ nhau, thì có thật hay không có thật, nhưng mà nếu thật sự mà coi như là Tào Hoa không liên quan gì tới bác sĩ Trần thì chắc chắn là anh Tâm Hồ sẽ coi như là sẽ đi đến Bắc Kinh, tức là cùng với Tào Hoa, bởi vì chính coi như là vợ chồng anh Tâm Hồ rất là quý Tào Hoa, cái tính cách gọi là rất là ok, và chính người vợ của anh Tâm Hồ rất là thương đứa bé đó. Nhưng mà anh Tâm Hồ nghĩ rằng trong vấn đề Tào Hoa và bác sĩ Trần vẫn có một cái sự liên kết với nhau, cái chuyện bỏ nhau đó chỉ là một cái âm mưu giả dối thôi. Cho nên là anh Tâm Hồ không chấp nhận đi cùng Tào Hoa đi đến Bắc Kinh mà vẫn ở lại thành phố Vũ Hán. Có hứa với Tào Hoa rằng nếu ai mua nhà thì coi như là anh Tâm Hồ sẽ bán cho. Tất nhiên là thông qua Tào Hoa cái giá cả như thế nào là hợp lý thì sẽ bán. Vậy thôi, chứ còn thì không đi theo Tào Hoa lên kia. Anh Tâm Hồ có nói với Tào Hoa là không thiếu gì người. Hãy nếu mà cần thiết anh Tâm Hồ sẽ giới thiệu cho một vợ chồng cái kiểu như người ở vùng nhà quê đó, người ta có tính thật thà thì đến đó làm việc cho Tào Hoa thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nói tóm lại tất cả những người có từng liên quan đến bác sĩ Trần thì họ đều đều có một cái suy nghĩ chung, có nghĩa con người của bác sĩ Trần sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì, cũng không khác gì câu nói của bác sĩ Trần nói rằng ở trên đời này không ai cho không ai cái gì, có nghĩa là nếu liên quan đến tiền bạc, hoặc cái câu mà bác sĩ Trần nói với ông Ly khi mà nói về Đông Nhi rằng là mọi sự phản bội đều phải trả bằng cái giá đắt. Cho nên là một người đã có trong đầu người ta lúc nào cũng có tính thù hằn thì nói thật với các bạn thì rất là đáng sợ đúng không ạ? Nó không có cái tính, ví dụ như Ngân ấy, mới oánh coi như Tào Hoa ục mì xong, nhưng sau khi Tào Hoa xin lỗi thì Ngân cũng bỏ qua, có nghĩa người ta rất là thoáng đãng. Nhưng một người có tính thù hằn thì có khi ngày mai chết rồi họ vẫn không bỏ qua những cái điều mà thù hằn người khác. Trên là câu chuyện này, những người anh Tâm Hồ đã nhắc kỹ rồi, những người liên quan tới bác sĩ Trần hãy đề phòng cẩn thận. Vâng, bây giờ chúng ta hãy đến với lá thư của chị Jolie Chu với cái tựa đề âm mưu mafia được nhận diện rõ. Sau khi được tin ông Ly, chồng mới cưới của Đông Nhi bị tuồn một số lượng lớn ma túy vào nhà, trong lúc hai vợ chồng đang đi chơi, cộng với sự tố cáo của ông Ly của những người buôn ma túy nhỏ lẻ mà rất nhịp nhàng đồng bộ, rồi lời kêu gào với người vợ mới cưới rằng: "Em ơi, em hãy tránh xa nó đi." Thì tôi thật sự không biết đặt tên thằng khốn nạn tác giả của cái vụ này là gì nữa, vì cái gì gọi là tội ác cũng như sự bẩn thỉu trên đời này, nó đều nằm trong bản chất của nó cả. Tôi đã đặt tên cho nó là trai bao đĩ đực nhạc bất quần, nhưng nó vẫn còn chưa đầy đủ, vì cái tên đó nó thiếu tính dâm ô của một con heo nọc, tham tiền như hòa thân đời cản nong, ác như lã hậu đời Hán, và cuối cùng đó là hoạt động dính tới ma túy xã hội đen kiểu mafia Ý. Vì cái tên không thể quá dài, thôi thì tôi gọi tên khốn nạn này tên tên này núp tên kia các bạn nhé. Không biết mafia heo lọc già nghĩ gì khi tung ván bài ngửa này, cũng là gián tiếp tự nhận mình chính là dân mafia qua hành động gắp ma túy bỏ vào tay ông Ly một cách trắng trợn mà không cần suy nghĩ. Thì chồng mới cưới của Đông Nhi đã biết ngay tác giả của âm mưu mafia này là ai, chung sống và thậm chí phải làm tay sai cho mafia heo lọc già hơn 20 năm thì sao mà ông Ly không biết cho được. Qua những hành động dâm ô heo nọc mà đã giết đi sinh mạng của bà Ngọc Trinh,
có thể cũng đã giết Quân, cha bé Bông để tiện trò heo lọc với Phạm Hoa, mà cũng đồng thời không phải tốn tiền trả, có thể đã giết mẹ bé Quang để thực hiện phi vụ cháo con nhằm mục đích loại trừ quyền thừa kế của bé Nhẫn. Sau vì sự tuyệt tình của Ngân, sau khi phát hiện heo lọc dâm mô với Phạm Hoa mỗi đêm, thì y đã sai gã phù thủy Nên Đồng gọi âm binh đem bé Nhẫn mà đang ở một nông trại xa tít về trả lại cho mẹ nó, lập công chuộc tội. Sau đó thì cái chân của ông David James bị gãy, còn Thuyết thì suýt gãy, lường gạt cướp 50 triệu đô la của Ngân. Tiếp tục đêm làm trò con heo bế bồng con mặt quỷ, ngày tiếp tục ve vãn 150 triệu còn lại. Bị phát hiện bế bồng con mặt quỷ thì nó mướn 5 người khách du khách Đại Hàn đóng tuồng tự tử giả. Bị cha con ông Ly phát hiện nhục nhã thì nay liền chơi trò lém ông Ly vào tù, bịt miệng trả thù. Thì Thiết nghĩ cái việc bé Nhẫn khóc thét vì sặc sữa có thể là một án mạng mà mafia heo lọc giả đã tính trước, nhưng bất thành vì bị bà Dung phát hiện kịp thời. Dĩ nhiên, những người trong cuộc và ngoài cuộc đều biết nếu chẳng may mà bé Nhẫn biến mất trên cõi đời này thì số tiền 150 triệu tiền mặt cộng với giá trị số bất động sản mà còn có thể lên tới hơn 200 triệu đô la sẽ rất nhanh chóng lọt vào tay con heo lọc mafia này một cách khá dễ dàng. Vì vậy, với hành tung giật bắn người khi bị bà Dung bắt quả tang đang nhồi nhét chai sữa vào mồm bé Nhẫn thì rất nhiều khả năng đây là một hành động giết bé Nhẫn có chủ đích. Bàn về khả năng sữa có độc tố, khó có khả năng xảy ra vì y không lên đi xúc bình sữa để tẩy rửa độc tố, Nguyệt sẽ phát hiện. Ngoài ra, nếu độc tố được hòa tan vào sữa thì phải dùng một số lượng lớn độc tố hơn và đòi hỏi thời gian hấp thu dài hơn, vì vậy dễ bại nộ hơn. Bàn về khả năng độc tố đã được nhét trực tiếp vào miệng bé Nhẫn, sau đó nhét sữa vào để bé nuốt trọn cho nhanh, rất có thể đã xảy ra. Nhưng vì bà Dung đã quá thông minh nhanh trí, móc họng và vỗ lưng cho độc tố thoát ra, hành động cấp cứu này đã cứu mạng cháu nội mình. Bàn về khả năng giết người bằng một cách làm cho bé Nhẫn sặc sữa có khả năng xảy ra, những ai cho rằng sặc sữa không làm cho trẻ em chết là một suy nghĩ thiếu kiến thức trầm trọng. Đường link dưới đây cho thấy chuyện đã xảy ra tại Gia Lâm, Hà Nội vào ngày 10 tháng 1 năm 2023 như sau. 20 giờ 30 ngày 9 tháng 1 năm 2023, chị Hát giao cho con trai 7 tháng tuổi cho Vân chăm sóc với tiền công là 250.000 đồng trên một đêm. 7 giờ hôm sau, Vân cho bé uống sữa xong thì ấm cỡ 2 phút rồi đặt bé ngủ. Vân nằm cùng bé ít phút, sau đó khép cửa phòng, ra ngoài dọn dẹp. Khoảng 10 phút sau, Vân nghe thấy hai tiếng ho. Vân không kiểm tra mà vẫn tiếp tục dọn dẹp. Khoảng 5 phút sau, Vân vào phòng ngủ thì thấy bé ho, có dịch ở mũi, chân dơ lên rồi đạp xuống lệm. Vân nhận thấy bé bị sặc sữa nên tự ý sơ cứu theo cách của Vân. Đến khi bé nả đi, hơi thở yếu, không còn khóc, lúc đó là 7 giờ 50 thì Vân mới gọi cấp cứu rồi báo tin cho chị Hát. 20 phút sau, đội ngũ cấp cứu tới sơ cứu cho bé. Sau đó tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bé đã tử vong ngoại viện. Cáo trạng kết luận, Vân không chú ý theo dõi bé, dẫn đến sau khi ăn sữa, bé có dấu hiệu sặc sữa. Đến khi phát hiện, Vân tự sơ ý cứu cho bé khi bé nả đi. Hơi thở yếu mới gọi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong. Với bản án 15 tháng tù ở Việt Nam dành cho Vân vì tội giữ trẻ em không có giấy phép, chểnh mảng trong việc chăm sóc trẻ, thì với tình trạng vô tình giúp cháu bé bú, bị sặc sữa dẫn đến tử vong của con heo lọc mafia rất có thể được tha bổng vì không cố ý và chỉ phạt tiền dân sự vài trăm ngàn gì đó mà chắc chắn Ngân sẽ không lấy, thì rõ ràng đây là một kế sách mà con heo nọc đã chọn. Ngọn lửa tiền đang thiêu cháy tâm can con heo nọc. Trước nguy cơ vụ ly dị của Ngân với Hùng không biết đến khi nào mới có kết quả, thì ra tay với bé Nhẫn sẽ là một trong những yếu tố thúc đẩy nhanh, làm cho Hùng suy sụp, nản lòng, không còn gì để tranh tụng tiền cho con,
buông xuôi, rồi y thừa nước đục thả câu, nhảy vào hốt trọn. Hốt trọn tiền xong là y xử đến người mẹ u mê, để y dễ bề làm trò heo lọc với rất nhiều con heo cái tơ khác. Mà với gia tài trên 200 triệu đô la thì y mua bao nhiêu heo cái tơ mà không được. Quỷ thời gian đã hành nạc hưởng thụ trên 200 triệu đô la của y không còn nhiều. 73 tuổi rồi, sắp đi gặp bà Ngọc Trinh rồi. Bây giờ tất cả mọi người trong cuộc phải làm gì? Camera, còi báo động, bốn phương tám hướng trong nhà, trong xe cũng vậy. Nó có thể bỏ ma túy vào ngay cả xe nữa, đó là việc phải làm đầu tiên. Tuy biết rằng chuyện mở ổ khóa nhà và xe để bỏ ma túy vào của dân mafia chỉ là chuyện dễ như ăn kẹo đối với chúng, nhưng chúng ta vẫn phải làm, hy vọng lúc chúng nó đang loay hoay thì có người phát hiện. Không cho con heo nọc tiếp cận mọi nơi mọi lúc, ngay cả nhà của Ngân cũng phải được canh chừng cẩn mật. Ma túy cũng có thể ở nhà Ngân để đổ tội cho vợ chồng Nguyệt là điều có thể xảy ra. Vài cái thư tố cáo chồng Nguyệt bán cần sa ma túy cho mấy người da màu là chuyện dễ ợt. Có gì mà con heo nọc không làm được? Trong tay đã có 50 triệu đô của Ngân rồi thì vài chục ngàn bỏ ra là chuyện quá nhỏ. Hùng không cần và không nên có bất cứ một cuộc thương thuyết nào với con heo nọc già này nữa, mà phải thăm con mỗi ngày, làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ con và bảo vệ chính mình, cha mẹ mình, bảo vệ Ngân. Trong mọi cuộc tranh tụng phải lấy cho được càng nhiều tiền càng tốt, vì tiền này cuối cùng cũng phải sử dụng cho bé Nhẫn và cho chính Ngân khi cuộc chơi của con heo nọc đã tàn. Cuối cùng thì Ngân ơi, đồng tiền và sự mê muội của em đã làm cho tất cả mọi người trong cuộc điêu đứng, mà cái sinh mạng của Hùng, bé Nhẫn và của chính em đang bị em làm hại ngày mỗi nhiều hơn em ơi. Hùng, Đoàn Dư, Võ Ái Khanh, Thuyết và hai con, vợ chồng Nguyệt và các con, Tuấn Vinh, hai bé Nhẫn Quang phải được đặt trong tình trạng báo động đỏ và cần có sự quan tâm của cảnh sát. Tâm tư tôi đang chịu nặng các bạn ạ. Dô Lích Chu, Hoa Kỳ. Vâng, xin cảm ơn chị Dô Lích Chu rất rất nhiều. Có lẽ không phải riêng một mình chị Dô Lích Chu mà có hầu như gần như tất cả quý khán thính giả, tâm tư của tất cả mọi người đều đang chịu nặng như chị mà thôi. Vâng, thưa quý vị, khi đọc xong lá thư của chị Dô Lích Chu thì Thuyết cũng cảm thấy choáng. Choáng cái gì vậy? Choáng vì cái chị Dô Lích Chu đã kể cái câu chuyện mà mới năm 2023 vừa rồi thôi, đúng không ạ? Mà cái cô gái giúp việc đó bị xử 15 tháng tù đấy chỉ là vô ý thôi. Vô ý làm chết đứa bé vì bị sặc sữa, nó rất đơn giản đúng không ạ? Ồ, thực ra chị Jolie Chu đang sống ở bên Mỹ, nhưng chị có đầy đủ các tư liệu. Có khi là cái câu chuyện này các bạn ở Việt Nam có khi có 80%, có khi mọi người còn không biết đến, đúng không ạ? Bởi vì chẳng thấy ai nói tới câu chuyện này ở trên mạng cả. Đấy, hôm nay thì chị Jolie Chu đã nói, và nếu các bạn không tin thì các bạn vào ngay Google tra một phát là ra luôn tại chỗ. Cho nên là cái câu chuyện đó nó rất đơn giản, và nếu như bác sĩ Trần áp dụng cái tình trạng đó vào trong câu chuyện của bé Nhẫn, khi mà bé Nhẫn gặp nguy hiểm và coi như là trở về với cát bụi, thì có khi là bác sĩ Trần cũng chỉ bị coi như là phạt một ít tiền thôi, đúng không ạ? Và câu chuyện đó đã rồi như thế là xong. Cho nên là nó rất nguy hiểm, nhưng nhiều bạn thì lại coi rằng là ô, đó chỉ là một chuyện bình thường, và bản thân Ngân lúc đó cũng coi là chuyện bình thường. Các bạn ạ, Ngân rất là yêu thương con, nhưng mà cảm thấy là ô, đứa bé nó sặc sữa rất là bình thường. Bởi vì người ta không hiểu những cái âm mưu ở người đời nó độc ác như thế nào. Tuy nhiên, Thuyết cảm thấy rất mừng khi mà những cái sự kiện mà nó bùng phát như là của ông Luy ấy, thì lại coi như làm con người của Ngân thức tỉnh. Có nghĩa là Ngân rất ghét những cái ác, các bạn ạ. Đấy, các bạn hình dung ra ví dụ như là một người bị đi tù như ông Luy chẳng hạn, mà mục đích của Ngân thì bây giờ đang cố gắng thuyết phục Đông Nhi và cả ông Luy nữa đến nhà mình ở, bởi vì Ngân rất là yêu quý Đông Nhi. Đông Nhi chăm em bé rất là vô tư, rất là tốt. Trong khi đó thì ông Ly là người hiền lành, ít nói. Và ở đây, thông qua cái người cảnh sát là bạn của thầy giáo Tân, thì Ngân đã hiểu được một phần rằng là ồ, trong cái chuyện này có thể là có người hãm hại, coi như là ông Ly. Chính vì vậy mà Ngân rất là thương ông Ly, cho nên là đã nói rằng là như vậy thì coi như Ngân có thể sẽ thuê cả luật sư giỏi để làm sao bảo lãnh ông Ly đi ra khỏi nhà tù. Vâng,
Luật pháp ở các nước thì nó rất khác ở Việt Nam các bạn. Ở Việt Nam không có chuyện bảo lãnh thế đâu, đúng ạ. Theo như thuyết biết là không có chuyện bảo lãnh, chỉ trừ những cái tội rất là nhỏ nhặt thì người ta có thể bảo lãnh được ra thôi. Nhưng bên nước ngoài các bạn biết đó, có khi có những ông trùm mafia đủ các kiểu lọ kia trên đời, nhưng mà họ có luật sư giỏi là một, họ có nhiều tiền là hai, họ bỏ ra một số tiền lớn một phát là lôi lôi coi như là tội phạm ra bên ngoài xã hội ngay lập tức đó. Tức là cái vấn đề bảo lãnh, và cái người luật sư đó phải đứng đứng ra để bảo lãnh cho cái thân chủ của mình. Có nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ Ngân thuê luật sư thì coi như luật sư phải đứng ra bảo lãnh cho ông Ly rằng là nếu ông Ly bỏ trốn khỏi đất nước Canada thì bao nhiêu tội trạng sẽ đổ hết lên đầu luật sư, và luật sư sẽ bị tù, đi tù thay cho ông Ly. Đây là những thuyết không hiểu nhiều về trong cái vấn đề bảo lãnh, nhưng chắc chắn là cái điều đó được quy định trong cái lá đơn bảo lãnh các bạn ạ. Vậy thì trong công cuộc bảo lãnh này chỉ có người nhiều tiền là một, người có uy tín là hai. Tức là luật sư này nó phải tài giỏi đúng không ạ? Và người ta làm coi như người ta có uy tín trong ngành nghề nhiều năm rồi, người ta làm nhiều vụ án thắng cuộc rồi. Đấy, người ta có uy tín rồi thì mới có cái là bảo lãnh được. Chứ còn thì một ông luật sư tèng tèng chưa làm được vụ nào, tiền bạc thì không có thì lấy đâu ra mà bảo lãnh được đúng không ạ? Ông bảo lãnh xong thì có khi chính bản thân ông cũng cùng tội phạm bỏ trốn mất thì sao? Cho nên là người ta phải cần một luật sư tài giỏi, và cái thứ hai có bề dày trong cái những cái vụ án của mình. Đấy, có tiền nhiều, có nghĩa là anh chạy trốn thì anh phải mất rất nhiều tiền còn lại, và một cái thứ hai tính mạng của anh bị đe dọa sẽ bị coi như là truy tố cùng với tội phạm. Và có thể chính bản thân cái người như là Ngân ví dụ như thuê luật sư của mình cũng phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Đấy. Cho nên ở đây là tự nhiên trong câu chuyện này thì coi như nó đi ngược lại cái vấn đề của bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần đã quá chủ quan trong vấn đề, không nghĩ rằng Ngân tự nhiên lại đứng về phía ông Ly. Đấy. Bởi vì ai mà nghĩ được đúng không? Đang yêu mình như vậy mà bây giờ một cái người ở của mình phạm tội mà tự nhiên lại đứng ra bảo lãnh cho người đó, thì đây là một câu chuyện rất là lạ. Tuy nhiên đây là theo thuyết nghĩ, nó là gọi là đánh vào cái lòng thiện đấy, tức là con người của Ngân nó có cái thuyết đã nói từ ban đầu rồi đúng không ạ? Hai cái phần thiện và phần ác đã khơi dậy vào cái phần thiện của con người của Ngân, và Ngân coi như là một người tức là có cái lòng nghĩa hiệp, rất yêu những cái việc gọi là những điều thiện và rất ghét những cái điều ác. Chẳng qua Ngân nó hơi đốn định một tí thôi, không nhìn ra sự việc thôi. Còn nếu Ngân nhìn ra mục đích đứng đằng sau cái chuyện mà thật sự bác sĩ Trần đến với mình không phải vì tình yêu mà chỉ vì những âm mưu lọ kia, thì chắc chắn Ngân sẽ là người thù hận bác sĩ Trần nhất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video thứ ba trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.